Lê Đức Phát thắng nhanh trận ra quân Olympic Paris. Tay vợt số 1 Việt Nam Lê Đức Phát chỉ mất 34 phút để đánh bại đối thủ người Đức Fabian Roth với tỷ số 2-0 ở trận ra quân đơn nam cầu lông Olympic Paris 2024 rạng sáng ngày 31 tháng 7. Trước trận, Lê Đức Phát, hạng 71 thế giới được đánh giá cao hơn Fabian Roth, hạng 83 thế giới. Anh từng đánh bại đối thủ người Đức này ở giải Ba Lan mở rộng cách đây 4 tháng với tỷ số 2-0, 21, 17, 21, 19. Đức Phát nhập cuộc tự tin với những cú đập uy lực và giành chiến thắng 21, 10 trong set đầu tiên. Sang set 2, Đức Phát tiếp tục áp đảo và sớm dẫn 5-1. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam sau đó nhiều lần đánh hỏng để đối thủ gỡ hòa 5-5. Dù vậy, Đức Phát kịp điều chỉnh tâm lý, ghi liền 7 điểm liên tiếp trước khi đánh bại đối thủ, cũng với tỷ số 21-10 như ở set 1. Giành chiến thắng chung cuộc 2, không chỉ trong 34 phút, Đức Phát tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng Olympic Paris. Vào lúc 0h30 ngày 1 tháng 8, anh sẽ chạm trán đối thủ người Ấn Độ Pranoni Hasena, hạng 13 thế giới, để tranh ngôi đầu bảng ca cùng vé đi tiếp vào vòng knockout. Trước Đức Phát, tay vợt nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cũng dễ dàng giành chiến thắng ở trận ra quân Olympic Paris 2024 khi đánh bại đối thủ người Australia Tiffany Ho với tỷ số 21-6, 21-3. Vào lúc 13h30 chiều ngày 31 tháng 7, Thùy Linh sẽ thi đấu trận quyết định với đối thủ người Mỹ Biwen Yang, hạng 11 thế giới, để tranh vé đi tiếp vào vòng knockout. Trong lần chạm trán gần nhất tại giải Phần Lan mở rộng 2023, Nguyễn Thùy Linh xuất sắc ngược dòng đánh bại Biwen Yang với tỷ số 2-1. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng tay vợt số 1 Việt Nam đi tiếp ở Olympic Paris lần này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.